Hôm nay có xe tải luôn hả? Thêm xe tải luôn à? Ồ. Đây còn có mì. Hả? Đây còn có mì. Sao không đủ hả? Sao hôm nay? Như ở đây còn bà mấy ba ba trăm mấy phần phải không? Ba ba trăm rưỡi hả? Ba trăm rưỡi với lại thêm 40 phần cho bệnh viện dã chiến mấy nữa nè. Như bệnh viện dã chiến 14. Và như bệnh viện dã chiến đúng rồi, bệnh viện dã chiến như bệnh viện dã chiến số 14 đường gì ta, bệnh viện dã chiến quận Tân Phú. Chia ra nhánh bên kia nữa đi. Thế nè, một nhánh đứng ngoài đầu này truyền ra cho nó dễ không? Đứng như vòng trùm nhôm đây chi. Ừ, lấy cho thêm nhánh bên kia nè. Đứng đây. Thế nè. Khi mà đông người xe tải này coi chừng hơi bất tiện đi vô nha. Mở cái cửa này ra đi An. Bình thường thì không mở nhưng bữa nay mở đây. Xí gì? Bể gì? Nước mắm á hả? Để nhẹ nhẹ tay á, quăng quá nó bể nó chảy ra tè le hết, đưa cho người ta kỳ lắm à. Nay còn có mấy đồ trắng, có ba bộ trắng nè, mấy đồ xanh nè. Ồ, này thêm mấy này nó chưa bỏ vô luôn hả ta? Trời ơi. Sao đây? Trời. Này có thêm cái vụ này thêm bổ sung thêm 40 thùng mì. Trời, cái tay tôi xì cà que nữa làm sao mà tôi ấy được đây trời. Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2021.
Con bị ngược sáng không em? Rồi. Thì cái đợt mà gần nhất một bạn nào vô banh cái này giùm anh đi, anh phụ anh này cái. Rồi, đó banh để anh bỏ này vô. Banh bao ra, banh bao ra. Là tính từ cái đợt mà hôm trước mà cả đoàn mình đi gần nhất là cái đợt cuối cùng là ngày 18 tháng 8. Thì sau đó là còn khoảng 350 phần quà nữa là tính đi ngày 24 tháng 8 đó quý vị các bạn. Bên cái bao ra, bên lớn ra. Tính đi ngày 24 tháng 8 thì cuối cùng 23 tháng 8 là coi như giãn cách, thắt chặt giãn cách nữa. Thất cả giãn cách ngày 24 tháng 8 nữa, thành ra là coi như từ đó tới giờ luôn là tính ra là gần cả tháng rồi. 18 tháng 8 hôm nay là 14 tháng 9 thì gần cả tháng rồi. Rồi. Ồ, mấy con gái đâu mất tiêu, chưa thấy đứa nào lên nữa. Giờ này chắc còn ngủ. Rồi, hôm nay mới 350 phần quà cũ, với hôm nay bổ sung thêm 40 phần quà cho bệnh viện dã chiến. Ủa, anh banh sao mà anh không đưa vô được. Bệnh viện dã chiến số 14 Tân Phú. Đó. Hỗ trợ 40 phần quà, trong đó là có mì gói với lại cà phê. Đây, nghe nói các bác sĩ, đội ngũ y bác sĩ với lại các anh em đội nhân viên y tế rồi. Tôi nói là thèm cà phê lắm cho nên là bổ sung thêm cái vụ cà phê nữa. Em đừng chất vậy, em để em chất lát nữa em nhét còn cà phê nữa. Em để ra nó rồi rồi rồi. Để chồng hồi có chừng thiếu đó nha, nó nói rồi, nó lát nó còn cà phê nó chưa bỏ vô đó. Cứ để đi, lát sắp sáu còn nhanh nữa. Phần này cái phần quà này nó hơi khác với lại cái phần mấy cái phần kia. Là mấy phần kia là giờ để cứu trợ cho các cái bà con ở những cái khó khăn á vùng. Còn cái này là để 40 phần quà cho bác sĩ. Ở này xong rồi. Ủa này không cột được hả? Ủa có đó để làm sao nha, chứ để chung rồi lát nó không biết sao đi. Cà phê đen đá luôn, trời ơi. Cho bác sĩ uống ngon quá, bác sĩ thức luôn. Sĩ, các nhân viên y tế, các bạn tình nguyện viên đông lắm. Đếm cho đủ 40, đưa người ta không đủ cái kỳ. Như có rồi. Thấy chưa? Đó, nhầm liền thấy chưa? Rồi đây. Phùng. Rồi, đủ. Hãy nó dư ra là biết có vấn đề. Rồi.
Ở trong đây bao nhiêu hộ vậy em? Trong đây có 40 hộ. 40 hộ hả? Ở trong đây 4 hộ, đây là phường Long Bình hả? Đây là phường Trường Thịnh. À, phường Trường Thịnh. Khu phố Hiệp, phường Trường Thịnh. Dạ. Khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thịnh. Từ đầu đầu mùa giờ có ai có hỗ trợ hả? À, lai rai, ok. Ở đây hầu hết là anh chị mình làm gì anh? Công nhân là chính. Công nhân hả? Công nhân làm ở gần đây luôn. Công nghệ cao rồi, tất cả mấy công ty kia còn bị ở nhà từ đầu dịch giờ. Còn cái bàn này không anh? Cái bàn em sợ nó sập quá. Bao nhiêu phần rồi? Ở đây 30 hả? Dạ. Người ta xin 30 thôi. Ông mà xuống ra thì 38 đồng. Đây 38 40. Dạ. Chính xác 38. Có 8 con 8 hộ. Đúng là chủ nghe và chú biết nè. Dạ. 40 nhưng mà 38 hộ. Có 2 phòng bỏ đi trống rồi. À. Nhưng mà xin 30 để chia cho... Dạ đúng rồi, mỗi người một chút. Đúng rồi. Chính. Ồ, cái hẻm bên trong vậy mà 40 tới 40 hộ là dữ vậy ta? Nó bao bọc cái quay luôn. À, bao bọc với dòng này luôn hả? Dạ dạ, được rồi chú ơi, được rồi chú. Dạ. Từ từ chia ra. Ồ, có chừng nó rớt nha, rồi bà con, rồi. Ủa là sao rồi, sao mà con lấy vô được? Trời ơi, ui, gì gian nan vậy? Này có duyên nha con. Dạ. Hôm nay sáng nay bà con có mấy bà con bác ở Thủ Đức cũng gọi quá trời gọi luôn nè. Dạ. Mình đang có mặt ở trung tâm sát. Anh không vừa đâu quá trời đó. Ủa con trung tâm sát hạch, ủa sao trong đây mà mình lại à, ở trọ khúc này hả? Ở đây lại cổng vô trung tâm sát hạch hả? Dạ. Ừ. Trời, không có cái gì đây. Rồi sao bà con lấy được ta, dưới cắm gai sao lấy được? Trời ơi. Dạ. Chúc chung qua đây lấy. Dạ đây là đã là điểm thứ 3 này nha bà con. Nãy có một điểm 12 ấy thì mình không có. Ở đây điểm thứ 3 ở phường Linh Trung Thủ Đức. Dạ ở đây có 40 phần. Ở đây vướng cái hàng rào con gai mà bà con bác phải đứng lát không biết sao ra lấy nữa. Thôi được chú, trời ơi trời. Ồ. Không thần nha, để nó quẹt á anh ơi. Trời ơi, rách giò rách cẳng hết. Thưa bà con cô bác là cái đây là 400, hôm nay là 400 phần quà. Mà từ hôm ngày đầu, từ hôm 20 tháng 8 đang chuẩn bị ra đi ngày 24 tháng 8 nhưng mà cuối cùng là phải vì là 23 tháng 8 là bắt đầu thắt chặt giãn cách nữa cho nên là không đi được, tới hôm nay là 14 tháng 9 rồi. Tính ra là gần một tháng trời. Rất là lo luôn tại vì trong đây có thêm có ngoài những phần quà gia vị còn có 5kg gạo nữa mà 5kg gạo để lâu quá sợ nó bị mốc đó, mà mốc bà con không xài được. Cho nên hôm nay vừa xin được cái giấy đi để trao quà cho bà con bác thì mừng quá.
Dạ. Hôm nay 400 phần nè, chút xíu nữa còn 40 phần mới phát sinh là để gửi cho bệnh viện dã chiến số 14 ở đường ở Tân Phú. Chỗ đó thì em trai mình cũng gửi gắm, tại vì nghe nói ở đó là có luôn cả cái nơi mà để lo giống như cái nhà xác để rất là nhiều người, các chuyên viên y tế đều phải tiếp nhận hàng ngày rất là vất vả luôn, mà không có đồ ăn, không có đồ ăn mà cũng thiếu đồ ăn rồi thiếu cà phê nữa. Cho nên hôm nay tổng cộng là 440 rồi, chắc có lẽ là sau ngày 15 tháng 9 thì mình mới biết, mình mới xác định được là sẽ đi tiếp như thế nào. Và chắc từ giờ lai rai tới một vài tháng tới có thể là mình có khi một tuần mình đi một đợt, từng mình đi vài trăm phần quà để gửi biếu bà con thôi. Tại vì bà con, chắc bà con bác cũng biết rồi, là công ty mình cũng khó khăn lắm, tất cả các doanh nghiệp đang rất là khó khăn luôn, tại buôn gần 4 tháng không có hoạt động gì hết, căng thẳng lắm. Mình cũng còn gần 900 cái nóc nhà, còn 900 gia đình nhỏ mình nữa. Rồi cũng phải căng lắm, cho nên là thôi thì cố gắng trong cái khả năng thôi. Dạ. Khả năng nhỏ bé của mình có nhiều tiền cá nhân mình, tiền túi thì mình dạ. Dạ, không có gì chú. Ủa sao chú ra được vậy? Trời ơi. Dạ dạ không có gì chú, rồi cẩn thận chú. Rồi coi chừng nó máng nó rách quần chú. Cho nửa tháng rồi nửa tháng trước là có nhà nước có ấy hả? Dạ. Tháng 3 là dịch tới giờ là cho được gạo, 5 kg gạo với được ít củ lã. Dạ dạ. Nói chung là tình hình chung là nhiều quá, bà con có bác ở nhiều nữa. Rồi thôi cảm ơn bà con bác nha, chúc sức khỏe nha. Dạ sức khỏe bình an nha bà con ơi. Dạ. Dạ dạ cố gắng phân phát đầy đủ nha. Rồi dạ. Dạ dạ thôi cũng không cần thiết đâu ạ. Dạ. Rồi, dạ chào cả nhà, dạ đi tiếp ạ. À, ở phường Bình Chiểu, Thủ Đức này là mình 55 phần đúng không? Dạ, đúng rồi. Là ngay chỗ cô theo tổng thị của bà Trần Trung Quốc. Là đây 15. Dạ. Bên kia là 40 hả? Dạ, dạ, dạ. Đây đây nè. Ủa, cái tay chung quay. Ôi chú, chú. Dạ em đây. Dạ dạ. An toàn phòng dịch. Dạ. Ủa ở đây chắc bà con mình là ở phía Bắc hả? Ở đâu quê đâu chị? Ồ Nghệ An Hà Tĩnh về quê anh Sơn kìa. Dạ, ở Vĩnh Phúc. Rồi ở có ai ở Đô Lương không? Đô Lương thì không, nhưng mà Yên Thành rồi Quỳnh Lưu. À. Đây là Nghệ Nam Đàn. Kìa kìa, thì quý chấp hình anh cả. Ồ ồ ồ ồ. Dạ, đó em xin phép. Cô Lục. Anh Điền Tuấn. Em cảm ơn ơi. Thôi đừng có ra nữa. Thôi bữa sau anh vô đi. Hôm nay an toàn đi chứ không, anh cũng hai mũi rồi, chích hai mũi hết hả? Ôi rồi bà con mình làm cái gì? Công nhân ở đâu á? Công nhân ở đâu? Tiệm anh hả? Tiệm may hả? Công nghiệp mà... Sông Thần. Ồ, công nghiệp Sông Thần hả? Ồ. Nhưng mà bọn em đi nghỉ việc 3 tháng rồi mà không lương. Không có lương. Yeah. Bữa giờ có được tiếp tế được mấy lần rồi? Thì Phương cũng có tiếp tế được 2 lần. À à. Yeah. Nhưng mà ba cũng thiếu lắm đúng không? Thiếu thông. Mỗi lần thì được 5 cái gạo với 10 gói mì. À. Hôm nay gạo nè, nước tương, nước mắm, đồ gia vị đồ của anh á. Ủa, dạ. Mọi người ăn nha. Dạ. Thôi anh đi nha, anh chạy tiếp nha, hôm nay còn nhiều điểm quá. Ăn rất nhiều nha. Ở đây 15, ở đây bao nhiêu phần nữa vậy? Đây 16 phần. Đây 16. Ồ. Đây để trên xe máy đi chung. Đây 5 rồi. Ồ khu trọ kìa cái hẻm. Đếm cho đủ nha cô đừng đi. 6 rồi, 7. Vô trong đi chứ. Rồi rồi. Thôi để đúng rồi, để cái bàn này luôn đi anh, để đây cho nó vậy. 3 phần nữa hả? Rồi. Đừng có bóc vô, đừng có bóc. 25 phải đảm bảo. Rồi.
Rồi. Dạ. Chào cô, chào chị. Trời, cái hẻm này mà mười mấy hộ hả? 16 phòng hả? Ủa, cái hẻm nhỏ xíu rồi luôn. Ồ. Ta lấy luôn nè. Rồi, rồi, rồi 14 phần thôi, cứ lấy ai ai nhận đi vào thôi. Dạ. Ai người lấy nha. Rồi 14 phần nữa là đủ 55 phần. Ở phường Bình Chiểu này 55 rồi chưa hả? Không, tại vì em đâu có biết đâu, lúc mà em xin thì trễ quá. Em nó mà còn có 40 phần ra em phải chịu. Ai lấy nè. Thì anh thấy không, đợi em giờ nó đói lắm, nó chạy ra đó. Nhiều quá bây giờ ở đâu cũng có bà con. Lấy cho đủ nha, đừng có lấy dư của người ta. Đây nè, em có ghi danh sách lên nè. Rồi rồi. Còn 8 phần đi giao để mỗi nhau gửi qua nha. Đủ chưa, đủ chưa? 8. Không đó rồi, mười mấy người. Con nít nhiều lắm. Dạ. Cho nên em cho những cái nhà chợ mà bây giờ cũng là em xin mấy chỗ luôn á. Rồi thôi chạy tiếp nào. Rồi mọi người ăn ngon. Sức khỏe nha, sức khỏe bình an nha. Dạ, chào tạm biệt bà con. Dạ. Anh Nam hả? Nam. Ồ dạ, chào anh. Ủa bệnh viện dã chiến của mình ở đây mình 40 người hả? 40 người, cái này là không phải là một bệnh viện dã chiến mà là cái khu lưu trữ của thành phố. À, khu lưu trữ thành phố hả? Dạ. Khu lưu trữ gì? Lưu trữ bà con mà tử vong. À, ở đây là khu lưu trữ bà con tử vong. Dạ. Hả? Còn bên này là bệnh viện 14 nằm bên này. À, à, ô vậy. Tức là kế bên bệnh viện dã chiến 14. Còn đây là mấy anh em để mình lo này, tiếp quản mấy. Dạ. Cái bà con tử vong hả? Tiếp nhận vô. Ồ. Xong rồi thăm liệm bà con, đưa lên xe đưa đi hỏa táng. Dạ. Khâm liệm bà con luôn đưa xe, là coi như làm các thủ tục luôn hả? Ở khâu cuối luôn hả? Ở đây bao nhiêu anh em? 38. 38 anh em. Đội dân quân hả? À, lúc đầu mình tưởng là đi là các anh là bên ở bên bệnh viện dã chiến, nhưng mà bệnh viện dã chiến 14 là kế bên chỗ này. Còn chỗ này là có mấy anh em bộ đội với dân quân là phụ trách cái khâu cuối của các cái người bị tử vong á, các cái bệnh nhân tử vong từ đầu mùa tới giờ luôn hả anh? Từ giữa tháng 8, đầu tháng 8. Đầu tháng 8 tới giờ. Dạ, từ khi mà có cái chỉ thị là giao cho quân đội tiếp quản. Dạ, dạ. Anh lên rồi mấy anh. Để mấy anh em xách vô. Để bên này nè. Để đây mà qua đây nè, đấy, nhanh lên. Đi qua đây nè. Nè đứng truyền cho nó. Đúng rồi, truyền vô, đúng rồi. Có cà phê đá nữa đó nha, cho mấy anh em uống cà phê cho đỡ buồn ngủ. Nên nè, em trai anh mới nói là em trai anh bác sĩ. Ừ, tổng đốc bên Tâm Đức. Nói thôi mấy anh mày gói với lại cái thiết tế cà phê, mấy anh em đây thèm cà phê lắm không? Cà phê. Toàn là các bạn trẻ không à? 19-20 thôi. Ừ. 38 anh em hay 40. Ở đây là thuộc Tân Phú hả? Thuộc Tân Phú. À, à. Dạ, lát mình đi thêm mấy điểm Tân Phú nữa. Tân Phú này nhiều lắm nha. Tân Phú cũng khu nặng á. Cũng là một trong những quận nặng á ha. Để cái giấy tường luôn đi. Đó là chào mấy đứa nha, sức khỏe nha. Thôi cố gắng ha. Rồi. Chúc quà gửi tặng cho mấy anh em nha. Rồi.
Để nhờ anh chụp dùm cái tấm hình để gửi cho nè, ai cầm chụp dùm ảnh à. Anh hả? Mấy bạn vô đứng chung kỷ niệm hả? Đây nè, rồi, rồi, ok. Đó, được. Mấy đứa nhỏ ở trong nó thương quá, thực sự luôn á. Tới bảy tám chục một chỗ luôn. Ở khu này trăm mấy chục hộ người. Ở đây 67. Ơ các anh này trên TV nè. Ờ, trên TV á. Ừ, là Điền Quân đó phải không? Đầu chọc quá không? Ừ. Để tôi chụp ổng tắt. Chú Điền Quân ngay vô hẻm mình. Ước mơ, ước mơ. Ước mơ. Nước tương bị gối rồi lập luôn. Quảng Ngãi anh. Quảng Ngãi. Đó. Sáng giờ mình đi mấy chỗ, ở chỗ thì là đa số bà con ở Nghệ An, Hà Tĩnh nè. Còn ở đây là bà con ở Quảng Ngãi. Ở đây có gần nhà máy nào không? Ở đây bà con tập trung đông đông như vậy? Nhưng mà làm ở khu gần đây hả? Dạ. Dạ, dạ. Rồi, né cho xe ra rồi, ok rồi. Trời ơi, xe gì chở đè qua người luôn, dữ thật. Cái địa bàn Tân Phú là một trong những cái, mình nghĩ một trong những cái quận mà cũng có rất nhiều ca đó. Nói chung tình hình là nó khá nặng đó. Ở quận Tân Phú rất là lớn, mà trước mình đi giao hàng cũng vậy, mình thấy quận là lớn lắm. Quận Tân Phú là quận Bình Tân lớn, dễ sợ luôn, và tình hình cũng nên là đặc biệt là rất là nhiều các cái người ngoại tỉnh nó đến đây để cư trú ở đây, ở cái khu vực nhà trọ ở đây rất là đông để đi làm, thành ra là trong mấy cái tháng dịch vừa rồi chắc là khó khăn lắm, mệt mỏi lắm. À thôi, cũng hy vọng rằng những phần quà nhỏ bé này của Coloman cũng như của anh em của công ty Điền Quân mình từ cái quỹ khuyến học của mình á, thì cũng hy vọng là chia sẻ một, mang lại cho bà con một chút gọi là hơi ấm ha, chứ còn thật sự là nó cũng là rất nhỏ bé thôi, nó không có thể nào mà giải quyết được. Nãy đi trong kia cũng có nhiều người nói rồi, cho nếu có quay lại thì gửi cho mình mấy chục phần quà nha. Rồi kia thì nếu mà comment sắp xếp được rồi, có duyên quay lại á, mình chắc một tuần mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp đi một tuần đi một chuyến đó, tại vì cũng chia sẻ với bà con ở đầu rồi, video rồi là công ty mình cũng đang, cũng như bao nhiêu doanh nghiệp khác, là cái những cái tháng dịch này, trải qua tháng dịch rất là, cũng rất là căng thẳng và rất khó khăn. Nhưng mà thôi thì cái nào mình có thể làm được trong cái khả năng của mình, trong cái điều kiện của mình cho phép thì mình tự làm. Cũng cảm ơn rất nhiều mạnh thường quân, các mạnh thường quân hay là các những nhà hảo tâm cũng vẫn thường hỏi, nhắn tin để muốn đóng gửi cho Coloman để đi làm cái công việc, cái công tác thiện nguyện thay cho họ. Nhưng mà mình cũng xin phép là từ cuối năm ngoái rồi, chứ không phải là tới thời điểm này. Đó, sau cái từ cuối năm ngoái là mình đã có, là mình đã thống nhất với anh em trong nội bộ là sau khi mình đi cứu trợ lũ lụt về rồi thì mình nói là năm 2021 này mình sẽ dành một cái quỹ riêng để là khuyến học, đó, làm một cách cho nó bài bản. Rồi có thể là trong những một số trường hợp nào nó đột xuất giống vậy thì mình sẽ lấy từ cái quỹ khuyến học của mình với một vài anh em trong nhà thôi. Dạ, để cho nó chủ động. À, chứ còn bà con cô bác mà hảo tâm muốn ủng hộ các cái chương trình của Coloman thì nó sẽ có những chương trình rất là chính thống, rất là chính thức, ví dụ như tiếng rao, ví dụ như show diễn cuộc đời đó, thì những cái đó nó chính thức và nó đầy đủ, nó rõ ràng hơn. Còn những cái hoạt động như vậy thì mình xin phép là tự thân vận động. Cảm ơn bà con bác đã quan tâm theo dõi cái video này. Mình đang ở ngoài ở Tân Phú.